Chào các bạn, ở trên những cái chiếc thẻ nhớ hiện nay ấy, thì nó có rất là nhiều những cái thông số kỹ thuật và những cái thông số đấy nó sẽ tác động rất lớn đến cái giá thành sản phẩm các bạn ạ Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc những cái thông số kỹ thuật ở trên cái chiếc thẻ nhớ để cho các bạn lựa chọn cái thẻ nhớ phù hợp đúng với nhu cầu sử dụng của mình vâng và các bạn lưu ý là ở trên cái thẻ nhớ hiện nay ấy, thì nó có rất là nhiều những cái thông số kỹ thuật hãng người ta ghi và đôi khi một số những cái thông số kỹ thuật thì thực ra là các bạn không cần quan tâm lắm tại vì các bạn là người dùng cơ bản thì những cái thông số đó các bạn có thể bỏ qua nhé còn nếu như mà bạn nào mà muốn tìm hiểu chi tiết tất cả những cái thông số ở trên thẻ này này thì các bạn chú ý dưới phần mô tả mình sẽ để lại link một cái bài viết mà mình đã chia sẻ đầy đủ những cái thông số kỹ thuật của Chiếc thẻ nhớ còn trong video này thì mình sẽ chỉ giới thiệu những cái thông số cơ bản thôi để cho các bạn nắm bắt được và lựa chọn cái thẻ nhớ làm sao cho nó phù hợp với cái thiết bị của mình Vâng, đầu tiên thì là cái phần thông số về dung lượng đây Các bạn sẽ thấy nó thể hiện rất là rõ ràng ở đây Thì cái thông số dung lượng này mình nghĩ là hầu như là bạn nào cũng đọc được Tại vì đây là một cái thông số rất cơ bản Và người dùng thì dựa vào đây để có thể lựa chọn những cái thẻ nhớ dung lượng bao nhiêu cho cái sản phẩm của mình Thế nên là ở trong cái phần này thì mình sẽ chỉ nói sâu qua thế thôi Chứ còn mình không nói sâu hơn Và chúng ta sẽ đi tiếp tới cái thông số tiếp theo Rồi cái thông số tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn thì là cái thông số chuẩn U này này. Đây, các bạn sẽ thấy ở trên thẻ nhớ này nó có chữ U3 nhá. Thì ở trên thị trường hiện nay thì chúng ta sẽ phổ cập hai cái loại thẻ nhớ chuẩn U3 và U1. Thì U1 và U3 khác nhau như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái U1 trước nhá. Với cái thẻ nhớ chuẩn U1 đấy thì chúng ta sẽ quan tâm tới hai cái thông số cũng ở trên thẻ nhớ này luôn. Đấy là cái thông số X-speed và cái thông số class. Cái thông số class nghĩa là cái thông số tốc độ ghi tối thiểu có thể đạt được với những cái file tiêu chuẩn Ví dụ như là các bạn nhìn thấy ở trên cái thẻ nhớ nó sẽ có cái thông số là class 10 Nghĩa là tốc độ ghi tối thiểu phải đạt 10 mê trên giây với những cái file tiêu chuẩn Và tương ứng với việc là nếu như các bạn có cái thông số là class 2, 4, 6 Thì nó cũng là 2M hoặc là 4M hoặc là 6M trên dây Với những cái file tiêu chuẩn Còn X-Speed là cái tốc độ đọc tối đa Ở trong điều kiện lý tưởng Các bạn nhớ nhá, Tốc độ đọc tối đa Ở trong điều kiện lý tưởng Thế nên là nếu như mà các bạn có thử nghiệm ở cái môi trường thực tế ấy, thì thường là sẽ không tới được cái tốc độ mà hãng người ta thông báo đâu. Ví dụ như trên hình ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy là tốc độ 633x đúng không? 1x speed ấy, thì nó sẽ tương ứng với 150 kb và 633x thì nó sẽ tương ứng với gần 100m trên dây. Nghĩa là cái tốc độ đọc ở điều kiện lý tưởng sẽ là gần 100m trên dây Và cái thông số này thường là ghi cho nó hấp dẫn thôi chứ còn các bạn không cần quan tâm lắm đâu mà cái quan tâm nhất ấy, nó phải nằm ở cái, cái tốc độ ghi các bạn ạ. Vì cái tốc độ speed nó to nên là mọi người nhìn mọi người thích mắt thôi. Chứ còn cái tốc độ đọc ấy thì nó chả quan trọng lắm đâu Tại vì là nếu như mà các bạn có một cái thể nhớ tốc độ Class 10 ấy Thì thông thường chúng ta sẽ có cái tốc độ đọc nó rơi vào khoảng tầm 60, 80 hay là 100 m Và có chăng thì nó chỉ là thể hiện cái thời kỳ thôi Ví dụ như là thời kỳ trước đây ấy Thì Class 10 thì nó x-speed nó chỉ khoảng tầm 60 m trên giây thôi Sau đó thời kỳ sau thì nó có thể lên đến 80 m Hoặc cái thời mà mình đang làm video này Thì nó phổ thông là cái mức 100 m trên giây Đấy là cái tốc độ đọc tối đa ở điều kiện lý tưởng các bạn Nha. Với cái chuẩn U3 thì cái thông số kỹ thuật các bạn sẽ quan tâm ở đây Chính là cái chữ V đây này Ví dụ như trên hình ảnh ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là V30 Và V30 thì nó sẽ tương ứng với cái tốc độ ghi tối thiểu Với các file tiêu chuẩn thì sẽ phải là 30M trên dây và tương ứng ví dụ như là V60 hay là V90 thì các bạn sẽ có tốc độ ghi tối thiểu là 60MB hoặc là 90MB/s. Ngoài ra ở trên thẻ nhớ này thì các bạn sẽ thấy có một cái thông số nữa, cái thông số này thì chắc là cũng ít người đọc được và cũng không để ý đâu. Đấy là cái chuẩn UHS1. Thì bình thường những các loại thẻ nhớ hiện nay của chúng ta ấy thì đại đa số đều là UHS1 hết, chuẩn U1 hay là chuẩn U3. Nhưng mà ở USH1 ấy, thì các bạn sẽ chỉ có cái tốc độ truy xuất dữ liệu tối đa đến tới 104 MB trên giây thôi. Còn nếu như chuẩn thẻ UHS2 ấy, thì nó sẽ có tốc độ truy xuất dữ liệu đến tới 312 MB, tốc độ tối đa các bạn nhé. Và với cái tốc độ này thì nó sẽ rất là phù hợp với những cái thiết bị chuyên nghiệp yêu cầu tốc độ ghi hình cực kỳ cao. Vâng và bây giờ thì mình sẽ đi tới cái phần là lựa chọn giữa cái U1 và U3 Thì khi nào nên mua U1 và khi nào nên mua U3 Thì ở vài năm trước đây nhé các bạn nhé Thì các hãng người ta sẽ quy định là khi mà các bạn sử dụng những cái thiết bị ghi hình 4K Thì chúng ta phải sử dụng cái thẻ chuẩn U3 Còn những cái thiết bị mà ghi hình ở độ phân giải thấp hơn Thì có thể sử dụng cái chuẩn U1 Thế nhưng mà cái thời điểm mình làm video này này thì có rất là nhiều những cái thiết bị ghi hình 4K nhưng vẫn có thể sử dụng được những cái chiếc thẻ U1 các bạn ạ. Vì những cái thẻ U1 ở thời điểm này ấy, thì cái tốc độ ghi của nó cao hơn 10MB rồi. Thế nhưng mà có những cái thiết bị đời mới ấy, thì khi mà các bạn sử dụng cái thẻ U1 ấy thì có thể nó sẽ gặp phải một số những cái lỗi ví dụ như là giật hình hay là không ghi hình. Và khi mà các bạn chuyển sang chuẩn U3 ấy, thì nó lại ghi hình bình thường. Vì vậy lời khuyên của mình nhá, nếu như mà các bạn sử dụng cái thiết bị đời mới hiện nay ấy, thì các bạn nên lựa chọn chuẩn U3, cho dù kể cả là cái thiết bị đấy có đọc có ghi hình được ở cái chuẩn U1 thì cũng nên mua U3. Tất nhiên thì cái mức giá của U3 nó sẽ cao hơn so với U1 này như khoảng tầm 20% ấy cái giá thành. Nhưng nếu như các bạn có tài chính tốt thì các bạn nên chọn U3. Còn đương nhiên nếu như mà các bạn cần phải tính toán chi phí thì các bạn có thể thử mình dùng cái thẻ U1 cho những cái thiết bị mới của mình, nếu như mà nó chạy được thì ok không có vấn đề gì cả, mình sẽ mua nó vì nó có một cái mức giá rẻ hơn khá khá so với các cái thẻ chuẩn U3. Còn nếu như các bạn đang sử dụng những cái thiết bị đời cũ thì các bạn nên mua thẻ U1 nhá. Có một số những cái thiết bị đời cũ sâu sâu ấy khoảng tầm 5 7 năm về trước ấy, nếu như mà các bạn lắp cái thẻ UA vào ấy thì có khi nó còn không nhận cơ. Đấy các bạn phải hết sức chú ý ở chỗ đấy. Thế nên là nếu như mà các bạn sử dụng những cái thiết bị đời cũ đời sâu sâu thì chúng ta nên mua những cái thẻ chuẩn U1 thôi để cho nó có một cái mức độ tương thích tốt nhất. Vì cái giá trị của thẻ nhớ bây giờ nó không lớn khi mà mua về không dùng được xong rồi đổi trả nó rất là phiền phức và mất thời gian. Ok, như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn xong cách đọc thông số kỹ thuật ở trên những cái chiếc thẻ nhớ và tư vấn cho các bạn là nên mua cái thẻ nào cho nó phù hợp với các cái thiết bị của mình rồi. Và nếu như các bạn thấy video này hay hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.